Thưa quý vị và các bạn, rau quả của Việt Nam đã xuất khẩu tới trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với những thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc, Indonesia, Hà Lan, Thái Lan, Singapore. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, thường chiếm tỷ trọng khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là hiện nay, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, một nguy cơ rất lớn cho sự tăng trưởng trong xuất khẩu rau quả hiện nay. Theo đánh giá của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xu hướng tăng trưởng xuất khẩu của mặt hàng rau quả đang thể hiện tiềm năng và dư địa phát triển của nhóm hàng này còn rất lớn. Kim ngạch xuất khẩu rau quả 5 năm qua tăng trưởng ở mức cao, bình quân 26,5% mỗi năm, từ 439 triệu đô la Mỹ trong năm 2009 lên gần 1,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014. 5 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu rau quả đã tăng khoảng 17,8% so với cùng kỳ năm 2014. Mặc dù trong thời gian qua, nhóm hàng nông lâm thủy sản nói chung và mặt hàng rau quả nói riêng đã được chính phủ và các bộ ngành đặc biệt quan tâm và có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên, những tồn tại của ngành nông lâm thủy sản nói chung và nhóm hàng rau quả nói riêng vẫn chưa được giải quyết. Năm 1995 khi ta hội nhập ASEAN, thì cái báo cáo ngành nông nghiệp của chúng ta lúc bấy giờ cho ASEAN nói rằng tổn thất sau thu hoạch của chúng ta là từ 25-30%, cao nhất ASEAN lúc bấy giờ. Và 20 năm sau 2015 thì cái báo cáo này vẫn nói rằng là cái bảo quản sau thu hoạch không đạt, cho nên tổn thất sau thu hoạch vẫn là từ 25-30%. Chúng ta không tiến bộ được cái gì cả. Chúng ta phải có một cái đầu tư thích đáng vào cái công nghệ sau thu hoạch với những cái chính sách rất cụ thể. Trước những khó khăn của ngành rau quả, mới đây Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phối hợp đồng chủ trì hội nghị bàn các giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ rau quả trái cây theo hướng bền vững. Tại hội nghị, các đại diện đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thông báo về tình hình sản xuất, quy hoạch và tình hình xuất khẩu, tình hình đàm phán mở cửa thị trường, hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường xuất khẩu. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì là những cái vùng trồng mà đã được là theo đúng quy định của Mỹ đấy, là phải được kiểm tra và được cấp mã số thì chúng ta đã làm được. Cục đã làm việc với trung tâm chiếu xạ của Hà Nội đóng tại của ngay diễn đây. Thì đến cuối năm 2015 này thì cái nhà máy chiếu xạ này là đủ điều kiện để chiếu xạ xuất khẩu các cái trái cây của chúng ta đi sang thị trường Mỹ và Úc. Hiện nay một số vấn đề thực trạng sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng rau quả tại các địa phương và các giải pháp về sản xuất, chế biến, hạ tầng thương mại, lưu thông, công tác xúc tiến thương mại đang được đặc biệt quan tâm. Xúc tiến thương mại thì cứ phải báo cáo là có ký hợp đồng gì không, có cái gì không. Không phải đâu, xúc tiến thương mại này không phải chỉ có ký hợp đồng. Cái chính là bước để cho các doanh nghiệp bước ra bắt tay được với các đối tác. Trên cái hội chợ, cái xúc tiến thương mại đối với chúng tôi trong cái lĩnh vực làm lưu thông và làm chế biến, chúng tôi đánh giá là vô cùng quan trọng. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng cho biết sản xuất rau quả trái cây cần hướng tới chuỗi giá trị sản xuất bền vững. Khâu hình thành chuỗi giá trị còn nhiều việc phải làm như hỗ trợ kết nối các khâu trong chuỗi sản xuất bền vững. Từ đặc thù của doanh nghiệp trong lĩnh vực này, cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối sâu với người nông dân, vùng sản xuất. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng như địa phương cần có hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng ra những đề án, chương trình xúc tiến thương mại gắn với việc xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững những sản phẩm ở các thị trường để phối hợp với các bộ ngành. Từ đó, bổ sung vào các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cũng như các cơ chế đặc thù trong xúc tiến thương mại rau quả và trái cây. Đặc biệt là Bộ Công Thương với trách nhiệm của mình thì đều có những biện pháp rất cụ thể, kể từ những vấn đề rất vĩ mô về cái chiến lược hội nhập cho đến các cái hoạt động phát triển thị trường cụ thể để tiếp tục xúc tiến và mở rộng thị trường. Và tất nhiên là đi kèm với đó là phát triển bền vững cái thị trường đó. Và chính vì vậy thì chúng tôi đồng tình về cái việc là có những cái đề xuất để tiếp tục tăng thêm cái kinh phí cho xúc tiến thương mại, cũng như là có những cái hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực về chế biến và cũng như là phát triển cái hạ tầng bảo quản trong sau thu hoạch của nông sản và rau quả trái cây của chúng ta. Theo các chuyên gia kinh tế, rau quả đang ngày càng có tầm quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp thế giới. Với nhu cầu liên tục tăng trong thời gian qua và cũng như giai đoạn sắp tới sẽ là động lực chính cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu rau quả Việt Nam phát triển.